chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vi Sắc của mình. Và hôm nay mình muốn nói một cái vấn đề là các bạn hãy ngừng ngủ nướng và hãy thức dậy sớm và tập thể dục mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một thói quen tập thể dục hàng ngày để có một cái cuộc sống lành mạnh hơn và có một cái sức khỏe để giúp bạn để hoạt động tất cả các thực hiện tất cả các hoạt động trong ngày. Và cái đó mình học được thông qua đó mình đọc cái cuốn sách này, Big Habits, thói quen của những triệu phú tự thân, thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Và cái thói quen đó, thói quen số 4 trong cuốn sách này, nó có tên là mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra 30 phút để thể dục và ăn uống lành mạnh hơn. Điều này mình muốn nói đến đó là ví dụ chính bản thân của mình, và mình đã luyện tập được đó là mỗi ngày mình dậy sớm hơn 1 tiếng và mình đi chạy bộ. Và video ngày hôm nay mình muốn nói với các bạn đó là cách mình áp dụng cái thói quen số 4 này và thực hiện nó làm sao để nó trở thành một cái thói quen liên tục và nó tạo đem lại hiệu quả gì cho mình. Đầu tiên thì là mình muốn làm được thói quen này, các bạn phải đặt ra cái câu hỏi là tại sao mình muốn thực hiện thói quen này. Và cái câu hỏi tiếp theo và điều gì ảnh hưởng đến thói quen này, thì đầu tiên thì mình đặt ra cái mình trước khi mình bắt đầu thói quen này thì là cái câu hỏi là tại sao mình chạy bộ. Thì đơn giản mình muốn cải thiện sức khỏe của mình và cải thiện cái chứng viêm xoang của mình. Bởi vì khi mình đọc cái cuốn sách Bạn nói gì khi bạn chạy bộ của một tác giả nước ngoài mình cũng quên mất tên rồi, thì tức là khi bạn chạy bộ thì cái đường hô hấp sẽ lồng ngực sẽ tạo ra bạn cái cảm giác cái khoang của bạn sẽ thông rất là nhiều và sẽ giảm cái chứng viêm xoang. Và đó là cái điều đầu tiên mà mục tiêu mình đặt ra khi mình thiết lập cái thói quen chạy bộ hàng ngày. Thì để chạy bộ hàng ngày thì mình cần phải dậy sớm. Và cái này nó còn liên quan đến cái việc mà các bạn đi ngủ vào ngày hôm trước như thế nào, và cái cách các bạn đạt cái và những cái hiệu quả khi các bạn dậy sớm, bạn áp dụng thói quen dậy sớm này. Các bạn dậy sớm thì các bạn đã có thời gian để chạy bộ này, và sau đó có rất nhiều cái khoảng thời gian, ví dụ như là mình chạy bộ từ 5:30 cho đến 6:30, chạy bộ không 1 tiếng nhưng mà chỉ chạy rất là ngắn thôi để đủ làm cho cái mình có thời gian vận động. Và sau đó thì mình có rất nhiều thời gian. Các bạn thường không theo được thói quen này bởi vì các bạn không có mục tiêu này, thứ hai là các bạn không biết sắp xếp thời gian. Khi các bạn chạy bộ xong cái khoảng thời gian từ 6:30 và đến 8:00 các bạn bắt đầu làm việc, các bạn thường bỏ trống. Đấy là hai lý do chính tại sao các bạn khi bắt đầu một thói quen nào đó, hoặc là trong trường hợp này là thói quen chạy bộ, thì lại bị fail rất nhiều như vậy. Tức là các bạn không biết đặt ra câu hỏi là tại sao mình cần phải chạy, cần chạy sao mình phải đặt ra thói quen đó. Và thứ hai nữa, cái thói trong cái khoảng mà trống khi mình tạo ra rồi thì cái hiệu quả của cái nó đang đem lại như là sao. Lấy ví dụ bản thân mình chạy bộ thì mình để giảm cái triệu chứng của bệnh viêm xoang. Rồi thứ hai nữa là cái khoảng thời gian trống khi mình dậy sớm đó thì mình có thể làm được việc khác, tự nhiên là mình ăn sáng sớm hơn và đi làm đúng giờ hơn. Rồi là sẽ mình có thời gian để mình xem xét lại các công việc mà từ hôm qua mình đã nốt ra để ngày hôm sau mình làm. Và cái việc mà mình đã đạt được cái thói quen chạy bộ này rồi thì liên kết với thói quen số 8 này, là thói quen là tôi sẽ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày. Tức là khi mình chạy bộ xong, mình thực hành được cái thói quen chạy bộ hàng ngày rồi thì mình cảm thấy có rất là nhiều năng lượng để mình hoạt động cả ngày hôm đó, mình có sức khỏe hơn. Thì và cái điều này nó vô tình tạo ra cái đà tâm lý cho các bạn. Khi các bạn hoàn thành một thói quen đơn giản rồi thì các bạn sẽ rất rất dễ để làm thực hiện các thói quen tiếp theo và cảm giác là sẽ không bị thất bại trong cái mục tiêu các bạn đặt ra. Cũng có rất nhiều cái câu hỏi khi mà các bạn đã làm cái thói quen, ví dụ như là thói quen chạy bộ của mình, thì điều gì tác động đến nó. Đầu tiên là đơn giản là các bạn cần phải ngủ sớm hơn này, thì nó cũng tác động ngược lại, đó là các bạn cần phải buổi tối thì các bạn sẽ cần phải đi ngủ sớm hơn để sáng ngày hôm sau thức dậy. Và một điều nữa là trong khoảng những ngày đầu tiên thì cái bí quyết cần phải kiên trì. Bởi vì những ngày một trong những cái lý do lớn nhất để các bạn bị fail cái thói quen của các bạn là các bạn không kiên trì thực hiện. 1-2 ngày đầu thì mình cảm thấy khi thức dậy sớm khá là mệt và ế oải, nhưng mà đến bây giờ thì mình cái thói quen nó ngấm vào rồi thì mình cảm thấy nó rất là đơn giản trong cái việc thức dậy để tiếp tục cái chạy bộ của mình. Thì trên đây là phần review của mình về thói quen số 4, luyện tập thể dục hàng ngày của cuốn sách Big Habits. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.